quý vị và các bạn đến với mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, góp phần giảm bớt nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nói chung và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Nhiều lý do khiến cho công dân và tổ chức ít thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đòi hỏi phải có sự chung tay tháo gỡ của cả người dân và cơ quan nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến đang được xây dựng ở 4 mức độ, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến đơn vị cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí và trả kết quả trực tuyến. Việc thực hiện trên môi trường mạng đảm bảo tính chính xác cao, tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở cấp xã và huyện, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế. Ở cấp tỉnh, tỷ lệ giải quyết còn thấp. Tại bộ phận một cửa huyện Phù Cử, trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, vẫn có rất đông người dân đến làm các thủ tục hành chính trực tiếp, thậm chí còn phải chờ đợi đến lượt. Đây là địa phương trong nhiều năm liền, chỉ số cải cách hành chính ở mức thấp, đặc biệt việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao rất hạn chế. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa huyện đã giải quyết trên 2.000 thủ tục, trong đó có chưa đến 30 hồ sơ được giải quyết trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Nguyên nhân chủ yếu là khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân. Tôi đã được 2 lần cán bộ huyện và tỉnh xuống tập huấn về giải quyết thủ tục hành chính bằng môi trường máy tính và điện thoại thông minh. Thế nhưng mà điều kiện là không có. Chúng tôi là thực sự là chỉ có dùng cái điện thoại đèn trắng không thì chịu. Về cái giải quyết cái mức độ 3, mức độ 4, nói chung ở Phù Cử chúng tôi còn rất bị hạn chế, là có nhiều cái nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chính đối với người dân là còn bị hạn chế trong cái tiếp cận cái công nghệ thông tin. Việc mà để tạo lập cái tài khoản đối với người dân là khó. Thị xã Mỹ Hào được đánh giá là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến còn nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã Mỹ Hào chỉ giải quyết được hơn 100 thủ tục theo hình thức trực tuyến mức độ cao. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tâm lý thờ ơ, ngại tìm hiểu. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về tính chính xác và bảo mật thông tin. Sử dụng cái online thì chúng tôi nó không thành thạo, không quen. Chúng tôi không biết, không nắm được. Chủ yếu thì mình vẫn cứ đến trực tiếp. Nhiều cái mà mình vướng mắc, phần mềm chưa thể giải thích cho mình hết được. Hồ sơ, cái thủ tục thì nó cũng có rất nhiều thành phần, rất dễ bị thất lạc. Tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, ngày nào cũng có hàng trăm người dân doanh nghiệp đi vài chục cây số để đến giải quyết thủ tục, trong khi hoàn toàn có thể thực hiện ở nhà trên môi trường mạng. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã cung cấp trên 1.400 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến, trong đó có trên 1.200 thủ tục mức độ 3-4. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng của toàn tỉnh mới chỉ đạt 4,4%. Về cái trực tuyến này thì tôi không quan tâm đến nhiều lắm. Trí nhớ của mình nó không được tốt, mặt mũi nó cũng kém rồi. Đâm ra là có tuổi rồi, giờ là ngã. Thực hiện kế hoạch đưa 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 thì đến nay thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính đã cung cấp được 1.239 thủ tục hành chính ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tuy nhiên, việc thực hiện hồ sơ trực tuyến đang tập trung chủ yếu ở đối tượng là doanh nghiệp và tổ chức. Người dân thì còn ít quan tâm, một phần là do khả năng tiếp cận thông tin, một lý do nữa là người dân còn giữ cái thói quen đến trực tiếp cơ quan hành chính nhà nước. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền để người dân có thể nắm được cái lợi ích và cái cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc cải cách hành chính nói chung và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nói riêng là một quá trình liên tục, cần sự tích cực tuyên truyền, sự nhiệt tình hướng dẫn của cán bộ chính quyền các cấp, cùng với sự đổi mới trong tư duy của mỗi người dân. Đây cũng là đòi hỏi tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.